Thật sự không có gì cao siêu hơn những nhà lỗi lạc từ bao đời, thuộc dạng giống như Chúa Giêsu, dạng giống Mohammed, chỉ kêu tăng hiền ở lành. Nhưng mà cái quan trọng nhất, sư phụ không phải là một mình sư phụ, sư phụ có Thiên Long Bát Bộ, con cha cha cứu kinh điển, chữ Thiên Long Bát Bộ là bao nhiêu người vậy đó. Hộ pháp thiện thần, tất cả 36 tầng trời, tất cả các vị Phật, hội đồng chư Phật, hội đồng Bồ Tát, hội đồng chư thiên chư thánh, hội đồng thanh văn viên giác đều ủng hộ sư phụ, đều ủng hộ dấu thiên tâm. Chứ đâu phải sư phụ là một mình, đâu chỉ là người truyền tin cho cha. Cái quan trọng nhất sư phụ là con của cha thiệt, một trong 12 người con. Ở trên trời nó cũng theo cái hệ thống ở dưới này, là chỉ có những đứa con mới mới thừa thừa hưởng được cái ngai vua của vua đúng không, và thái tử đúng không. Chứ bây giờ những cái gì lỗi lạc mà có xuống trần đi nữa làm